Một trạm xe buýt thông minh được xây dựng thử nghiệm tại thành phố Umeå, phía đông Thụy Điển, mang lại cho hành khách những trải nghiệm hoàn toàn mới. Tại đây, khoảng thời gian chờ xe buýt sẽ không lặng lẽ nhàm chán nữa, mà nó sẽ giúp hành khách được thư giãn và tiếp sức trước khi họ bắt đầu tới một địa điểm mới. Vì thế, đây còn được gọi là trạm xe buýt sống. Tôi đang trên đường về nhà. Vâng, nửa tiếng nữa. Dự án bắt đầu với một câu hỏi: làm thế nào để thiết kế một trạm chờ xe buýt của tương lai, thông minh và thân thiện với môi trường? Chúng tôi tạo ra một trạm chờ xe buýt giúp tăng trải nghiệm cho hành khách khi chờ xe, trải nghiệm với phương tiện giao thông công cộng. Bởi vì chúng tôi cảm thấy chúng ta sẽ tạo ra tác động lớn hơn tới môi trường nếu về lâu dài chúng ta có thể biến việc sử dụng các phương tiện công cộng trở nên hấp dẫn hơn. Vì vậy, bình thường ở trạm chờ xe buýt, bạn phải chờ và ngước nhìn lên xem xe buýt đến chưa. Nhưng trạm chờ xe buýt này lại biết báo cho bạn rằng xe buýt đang tới. Bạn có thể tựa vào một trong những tấm tựa lưng này và thư giãn. Bạn có thể nhắm mắt lại và sẽ nghe thấy âm thanh khi xe buýt đang đến. Và khi bạn ngước lên trần, sẽ thấy đèn sáng báo hiệu xe đang đến. Chúng tôi muốn biến việc đợi chờ, khoảng thời gian chờ xe buýt, thành khoảng thời gian có giá trị. Tại bến xe, bạn có thể xem xét lại những thứ bạn đã làm trong ngày ở nơi làm việc và tạo ra một sự chuyển tiếp để chuẩn bị cho những việc bạn làm ở nhà hay tập thể thao. Việc đứng đó và tạm thời không suy nghĩ gì khá là thư giãn, rất là hữu ích sau một ngày làm việc hay trước khi bắt tay trở lại với những thứ bộn bề đang chờ ở nhà. Tôi thấy được tựa như thế này thật tốt, nhất là khi có gió. Bạn có thể xoay người tránh gió. Những tấm tựa lưng này được tạo ra xuất phát từ một khảo sát cho thấy mọi người thích tựa vào một bề mặt nào đó thay vì ngồi lên thứ gì đó. Đồng thời, chúng là câu trả lời cho vấn đề về thích ứng với khí hậu, vì chúng tôi nhận thấy nó không phải là sưởi ấm, không tiêu thụ năng lượng, mà là giúp cho bạn tránh gió. Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ. Chúng ta dành nhiều thời gian làm việc trên máy tính, dữ liệu, làm việc trí óc rất nhiều. Chúng ta thường quên mất mình cần quan tâm hơn đến cơ thể. Vì thế, thiết bị này cũng tốt cho cơ thể và phần nào giải quyết những vấn đề của cơ thể. Đó là điều mà tôi muốn thử làm trong thiết kế của mình. Nói chung là chúng ta rất hay bị căng thẳng. Thế nên nếu bạn có thể thư giãn tại một trong những tấm tựa lưng này thì cũng không tệ. Tôi cũng không rõ vì chưa thực sự trải nghiệm được lâu, nhưng có lẽ có lẽ không. Trạm chờ xe buýt này là nguyên mẫu. Chúng tôi thử làm rất nhiều thứ như kết nối dữ liệu xe buýt với âm thanh, ánh sáng, tạo ra những tấm tựa lưng chưa từng có trước đây. Nhưng chúng tôi vẫn đang học hỏi thử nghiệm để rút ra bài học. Chúng tôi quan tâm xem mọi người sẽ sử dụng nó như thế nào và liệu nó có tạo ra ảnh hưởng gì không. Hy vọng là sẽ có, chẳng hạn như mọi người sẽ đi xe buýt thường xuyên hơn. Trạm dừng xe buýt này là mẫu thử nghiệm đầu tiên. Hy vọng những người sử dụng sẽ đưa ra những nhận xét bình luận về nó. Nhưng tôi hy vọng rằng dự án nghiên cứu này cũng đóng góp kiến thức trong giao thông. Hy vọng là nó sẽ được vận dụng trong tương lai, trong việc xây dựng thêm những thành phố thông minh, chứ không nhất thiết chú trọng về công nghệ, mà là sự thông minh trong việc phục vụ con người và thiên nhiên một cách tốt hơn, bền vững hơn.